Chị đang dạy em học bài. Bình địa, bình địa. Con nợn. Cậu Đạt thấy giỏi chưa? Đạt lấy vợ để ăn đứa con giỏi như mặt ong. Nó dạy học đấy. Đây chị dạy em học bài giỏi chưa? Đúng rồi, từ cái hát nha. Chị ngồi lên, chị ngồi lên. Chị dạy em nhá, bài ngồi lên. Con bò. Khóc nhà con ông ok cho từ đã giỏi cây, thật học bài giỏi. Cái cây đá cây đúng rồi đứa con nhà nào mà giỏi chị học chị học chị dạy em học bài giỏi thế nhỉ. Nào bye bye cái đã nào, bye bye vào đây cả, bye bye nào. Rồi rồi học tiếp học tiếp. Con bò. Ở đây em có con bò. Cái cốc. Đó. Đúng rồi. Áo khoác. Vài. Mắt đá. Rồi, ok cái hát nha. Bình địa, bình địa. Ơi từ 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 từ. Rồi. Con bò. Đăng bò. Đúng con rồi. Lợn, con lợn. Cái dù. Em đọc con lợn. Cái dù đúng rồi, dưa hấu đúng rồi, quả dứa đúng rồi, con bướm đèn đúng rồi, con cá ngựa đá đúng rồi, con lợn rồi, ok con hai. Heo giỏi rồi, con kiều. Cô Đạt thấy nó siêu chưa? Con hai chị em nó kiều. Giỏi chưa? Vừa có bà chị giỏi thế này, thằng em giỏi thế này. Hai chị em đều giỏi đúng đó. Rồi, xe đạp. Xe đạp. Giỏi đi hát nha. Đó, cái này. Con sư tử. Rồi. Con voi. Con thỏ. Con thỏ. Chợ. Đúng rồi. Giỏi đi hát nha. Đó. Con ngựa. Thôi oan chu chi đi. Hát bài oan chu chi đi. Ba. Cá mập. Ba. Cho con này con gì? Con ma đạ. Đúng rồi, con ngựa. Con voi. Rồi, đúng rồi. Con... Cho em mấy điểm? Em học giỏi cho em mấy điểm? Em 4 bằng lòng và dạ. 10 điểm. Ồ, giỏi nhất.
Thế chị có giỏi không? Giỏi. Thế chị điểm mấy? Điểm 10 à? Con điểm như em. Ờ đúng rồi, con cũng 10 điểm, em cũng 10 điểm. Thế thơm chị miếng, chị học dạy giỏi thế. Trái đà, quả xài, quả xài, xài, quả đài, giỏi thật. Khám bệnh, gái bệnh, đúng rồi. Tiêm đâu? Ông mặt trời. Ê, đúng rồi, cái này quay trống. Đâu? Em học lớp mấy rồi? Em học lớp mấy rồi? Mà giỏi thế. Thôi được rồi. Giỏi dữ vậy ta. Nào bye bye nào. Bye. Ui giỏi nè. Chị tay bỏ tay ra con. Bye. Ui giỏi, nó giỏi dữ này. Khép hai chị em học bài giỏi chưa các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Nhà các bạn có em nào giỏi này không?